Vợ chú Cai bên nội của chú Kỵ đây. Cái này quê nội của chú Kỵ phải không? Đây là chị dâu của chú Kỵ. Cô cho con hỏi là ngày xưa cô có nhớ. Ủa, email chăm là phụ Kỵ nấu nựng mơ cả bậy mơ ai y chăm á. Bà chăm ba luôn đấy. Bà thôi ngày ngày nâng khơi phụ Kỵ mau đôi nựng y nghỉ mát. Dạ. Vậy là ý nói là thấy chú Kỵ lợi là rất vui, tưởng chú Kỵ mất lâu rồi thì bữa nay tình cờ ba mấy năm rồi mới gặp lại, ý rất vui như vậy, ý nói vậy. Dạ, như là ý nói là chú Kỵ mất kìa, không còn sống nữa thì hôm nay tình cờ gặp lại email ói. Dạ, ý rất mừng quý vị. Dạ dạ. Lâu quá không mới gặp. Là hồi đó là chú Kỵ ở nhà của ý luôn đấy. À, vậy là hồi cỡ 90 tuổi là chăn trâu đó là ở nhà ý này luôn. Vậy đó. Ý nhớ rất rõ mà ý tưởng chú Kỵ mất lâu rồi. Mất liên lạc lâu lắm vậy. Bắt tang ha, bị sập ha. À bà. Dạ. Dạ vậy cảm ơn ý đã cho biết thông tin. Dạ. À, đây. Lại thăm chút xíu mình cũng về thôi cái quý vị, thì cũng chiều rồi. Bắt tay cái đi, bắt tay chia tay cái đi. Dạ. Dạ. Chị dâu luôn. Dạ, với chị dâu của chú nè quý. Vậy. Dạ, xin chào bà con cô bác đã trở lại Vlog Thắng miền Tây. Hôm nay cũng 40 mấy năm ròng rã rồi thì chú Kỵ cũng còn nhớ đến quê ông nội, đó là quê cha của chú Kỵ, thì hôm nay để tìm đến nơi đây để tìm dòng họ chú Kỵ ngày xưa nha quý vị. Thì đây là quê của bên nội, bên cha chú Kỵ đây, thì hôm nay mình cũng tìm tới nhà và chính xác 100% đây là nhà của dòng họ bên nội của chú Kỵ đây. Thì chú Kỵ vẫn còn nhớ, thì hôm nay anh em mình trở lại thì gặp đúng như vậy. Thì hôm nay mình chia sẻ cái đoạn video này cho chú Kỵ xem, hỏi coi cô bác anh chị em gần xa để biết. Rồi chú, bao lâu rồi chú không có lại đây? Ba mấy năm rồi. Mà năm ơi. Mấy năm rồi đó thôi. Bắt làm hay Dạ. Bởi vì nghe chú Kỵ nhắc đến chú hoài rồi hôm nay mấy con trở lại tới đây giáp mặt với chú coi còn bên nội đó cho biết rõ thông tin để cho cô bác tìm hiểu thêm. Hôm bữa giờ chú có xem trên đài thấy chú Kỵ không? Không. Không biết đâu phải không? Không biết rồi. Cái vụ đó đâu? Trong đài có hả? Trong đài có nhiều lắm hôm bữa giờ. Thì biết chứ đó. Mối. Ở nước ngoài lại nói bị nhóc luôn. Dạ. Bây giờ chú Kỵ nổi tiếng lắm chú ơi. Chú Kỵ giờ nổi tiếng nó lắm rồi. Ủa chú tên gì chú? Hả? Chú tên gì cho con hỏi? Cai. Tên Cai. Thạch Cai gì đó. Đây là chú Kỵ còn bà con tên ai? Là chú cỡ mấy năm rồi mới gặp lại chú Kỵ lần này nữa. Đây đây giữ chú đấy. Ngày xưa chú nhỏ đấy. Gần 30 năm ha. Quá trời luôn. Mười mấy tuổi rồi. Bởi vì nghe chú Kỵ nhắc tới chú hoài mấy đứa con gắn tìm lại tới đây để cho biết rõ hơn. Lại đây hồi năm 70 mấy 8 mấy hả? Bác mặt 81 82 vậy đó. Hồi đó thì giờ. Ờ hồi đó là lại đây hồi lúc năm 1981 hả? 1981 hả? Ờ. Rồi chú Kỵ tới đây là làm nghề gì hả chú? Làm mướn. Đi làm mướn hả? Giặt lúa. Đi giặt lúa hả? Vậy đó là trước khi lại đây làm là chú Kỵ có đi lính chưa chú? Hả? Chú Kỵ hồi đó đi lính chưa? Đi đâu? Đi lính á, đi lính á.
Hồi xưa cái bằng quê đi quân dịch đó chú. Quân dịch hả? Dạ dạ, hồi xưa người ta kêu bằng gọi là quê đi quân dịch đó. Một đó hồi đó chào vợ hả? Hồi đó là chưa hả? Có một ngày 82, 81, 82 đó, tiếp thu rồi đó. Ờ, tiếp thu rồi, dạ. Dạ. À, vậy là tiếp thu rồi, cứ qua đây chứ. Dạ, tiếp thu. Chứ không phải là hồi còn nhỏ xíu. Còn nhỏ ở đây nữa. Ừ, nhỏ còn ở đây. Còn nhỏ lúc mấy tuổi ở đây chú? Mấy tuổi đó. Mấy rồi, còn ông già, bà già còn đó, hồi lâu rồi, bến quá. Rồi. Quá nhỏ nhỏ cả 19-10 tuổi vậy đó. 9-10 tuổi là ở đây chăn châu hả chú? Ờ, chăn châu. À, vậy là chú Kỳ nhớ đó 9-10 tuổi chăn châu ở đây hả? Chú rồi bác, ở bác đâu rồi? Bác, em rồi. Rồi bây giờ chú Kỳ còn nhớ cái người chú Kỳ chăn châu cho không? Còn nhớ, dì Phiến hả? Ở đâu không? Còn nhớ không? Bà đó là chị của ông già. Chị của bà già của chú Kỳ phải không? Chị ruột của bà già chú Kỳ luôn. Ông già, chị ruột bà ông già. Ông già hay bà già? Ừ. Nhớ Phiến là bà của chị này. Cái con can nè, chú can phải không? Can. Bắt là chị của 13 của ông chú nè. Thôm bập, ô bập bập phú đó. Con á. Ừ, là người. Con. Bác đó là bác gái với ông già ruột anh em. Rồi đó là cô cậu vậy. Ừ, cô cậu. Đó là anh em cô cậu. Vậy là đó là đúng là chú Kỳ 9-10 tuổi là qua đây Trăng Châu. Ừ. Chứ không phải là ở bên Tây Ninh. Đó. Vậy là đúng rồi. Lúc. Vậy là ở Trà Quýt mà. Trà Quýt nhưng mà Tây Ninh là bên vợ mà. Phải không? Có, tại nhà đó nó là với lại là con nuôi. Nhỏ ờ, đúng rồi. Tại vì chú biết sao không? Hôm bữa giờ cũng chú Kỳ có vợ con gì chú biết không? Đâu không biết hả? Hồi tích thu rồi á, chú có biết chú Kỳ có vợ không? Không thấy vợ. Tích thu rồi mà đi qua đây vợ con đó, vợ con. Lại đấy tiếp làm tôi nữa rồi. Làm cho. Không thấy vợ con. Quốc trồng đồ, làm lúa, đập. Rồi còn nhỏ là chú có chăn trâu với chú Kỳ không? Không đâu, tôi... Chăn trâu không? Bác. Bác, bác của vợ của bác này nữa nè. À, không lúa hồi lại đây đó. Không phải là cắt suốt đâu, hồi lại đây tiếp thu rồi đó, 81, 82 đó. Đập bò á, đập lúa bò, lúa giá biết không? Dạ dạ, cắt đập bò đó, lúa mùa đó, ta kêu bằng lúa mùa đó, lúa mùa đó, lúa mùa cái cọng dài dài á hả? Rồi mình lại đây làm đập cái đó hả chú? Mướn người ta đập rồi nó mướn giá xuống ghê. Ờ, hồi đó đập bồ không à. Ừ, rồi dạ, rồi cái người ta úp bồ đó lại người ta ngủ qua đêm rồi giữ lúa rồi đó ha. Dạ. Rồi chú qua đây chú làm lâu không? Chú Kỳ qua đây lâu không? Năm nào cũng lại à. À cứ mỗi năm mà lại năm nào cũng lại. Rồi chú với chú Kỳ bao lâu rồi mà không gặp nhau? Cái gì? Bao lâu rồi không gặp nhau? 80 mấy đó, 50. Ba mấy năm ư? Mấy đó phải không? Làm cho năm đấy. Năm hai vậy đó. Wow. Rồi chú thấy chú Kỳ lại vậy bất ngờ không? Này cũng bất ngờ, dòm dòm mà. Tưởng đâu chú Kỳ chết hả? Một hơi mới nhớ. Chú tưởng đâu chú Kỳ mất rồi hả? Rồi chết. Rồi chết. Dạ. Sống chiến thu. Không, bây giờ bữa nay anh em gặp nhau rồi cho chú có mừng không? Kêu nhầm. Mừng nhớ. Dạ, kêu nhầm sao kìa. Rồi chú Kỳ chưa đi rồi, còn đỡ. Hỏi hoài kêu hoài à, quăng gì kêu. Không. Như chú Kỳ kêu chú này bằng làm sao? Dài dễ. Kêu bằng anh luôn ha. Ủa, dài dài trời lớn hơn. Trời lớn hơn. Dạ, tôi là... Anh của ông già của chú Kỳ. Dạ. Anh ruột. Ồ. Anh em chú bác. Chú bác người quen rồi, chú Kỳ tôi quen rồi. Anh em chú bác. Chú bác. Rồi ở đây còn bà con chú Kỳ nhiều không ở đây? Hết rồi, còn mấy người à. Còn cái này còn biết có chín mấy, tám trăm mấy đi hết rồi. Ủa, anh chị nó à cao đâu cái cao đâu đi con em ở... còn chú à, cao đâu đi đâu được ở đâu chú qua bản kể trên cây đó quấn anh quấn chân còn nhớ chỗ không còn nhớ không nhà đó còn đi hả còn nắp đó rồi sẽ nó sẻ đó. Ừ. Ủa, nó cả nó chửi tôi. Vậy là còn một người nữa không ai ruộng ha. Ruộng ra phải mất đó. Vậy là cũng nhớ ha, chú Kỳ nhớ. Chú Kỳ bữa nay qua tinh thần sảng khoái cũng nói chung là bây giờ là biết sao hồi chú Kỳ hiện tại thì cũng có người con ở Tây Ninh á, có đi xét nghiệm ADN là nhận là chú Kỳ là cha. Thì không biết hồi là chú Kỳ ở có vợ ở Tây Ninh thì không biết cái chỗ đó đó. Vậy là hồi nhỏ là chú Kỳ là qua đây Trăng Châu. Đó là chú biết đúng không? Dạ có vợ ở Tây Ninh.
cái nó còn dây tí tới chốt luôn. Tại vì có người ta lấy ADN đi xét nghiệm là đúng là người con luôn. Chạy bốt. Đại đắc. Anh nghĩ thế ấy. Thì có lẽ là bởi vì nhí. Bẻ sụp nữa rồi. Đại đắc. Đại thì phải cho những cuốn dứt thì những hết cái tiết luôn anh thở mới mà tôi vô kia đâu đâu đã đi chúng ta vô nào luôn ở đây là cái lăn trên nó nổi đâu chú năm nay cũng nhiêu tuổi vậy chú 70 à 71 ha bao giờ phước dạ vậy lớn hơn chú Kỳ luôn lớn hơn chú Kỳ 2 tuổi 2 tuổi Kỳ sắp chín phải không sắp chín bao giờ phước đâu hả phước cũng 70 71 rồi nghĩa lớn hơn á nghĩa thông gia ơi chú cho con xin hỏi là hồi còn nhỏ là chú biết chú Kỳ là có đi ba của chú Kỳ á là có đem gửi chú Kỳ đi nuôi cho ai nuôi không? Hồi nhỏ thì không biết hồi cái đó hồi cầu quỷ mà đâu biết. Dạ. Thôi mà lúc chú Kỳ cỡ tầm 4-3-4 tuổi á. Không biết, biết không chú? Không biết hả? Không mà hỏi rốc cũng sẽ biết được nhớ. Hỏi chú Kỳ rồi lúc đó lại đây giữ trâu với đập lúa đó là cỡ khoảng mấy tuổi chú nhớ không? Ai dụ ba gì thầm ơi? Xua ba chậm thế 9-10 tuổi đó mới coi trâu được vậy là 9-10 tuổi là đã coi trâu ở đây coi trâu ở đây tới mấy năm rồi xong đi đâu nữa chú biết không rồi đi về luôn tới là tới lớn rồi vác lúa được mới lại làm mướn mấy chục năm rồi còn ngàn năm rồi nhớ sẽ nổi ngàn năm chú kệ là chỗ mà ba chú mất đó là có chôn ở gần đây không chú có nhớ không thật thúng đó ông không dạo rồi ông biết rồi chú Kỳ nói đi hôm bữa sau chú Kỳ nói ba cái chú ở Trà Vinh rồi giờ hỏi Trà Vinh là cầm hết ông chóp phút hồi luôn. Đó là xứ ông già ở Trà Vinh quê nội ở Trà Vinh còn sau này thất lạc hết rồi thất lạc lắm quen quá đi làm ăn chỗ này là quê gì của chú Kỳ chú quê ở mà Trà Vinh á Trà Vinh không ý là vậy nè chú có nghĩa là chú Kỳ á là chỉ một mình chú Kỳ nhớ là cha chú Kỳ ở Trà Vinh thôi đúng không tại vì chỉ hai chú Kỳ với lại chú Phương á thì không biết là cha ở Trà Vinh đâu Phương còn nội đâu còn chú Phương còn nấu Phương nấu nhưng mà chú Phương thì không biết là cha ở Trà Vinh nhưng mà chú Kỳ chỉ có mình chú Kỳ biết thôi cái đó là dòng họ ở Trà Vinh không dòng họ Trà Vinh à vậy là bố tôi tại kết thì qua hồi đó rồi mình không biết làm sao rồi qua đây thấy cái vợ chồng đang gả bữa nay có vợ cộng đi làm ăn làm mướn đâu có ngồi ở chỗ rồi mấy cái là đúng rồi đó vậy là hôm bữa chú Kỳ nói cha chú Kỳ cha Trà Vinh là đúng rồi chồng hỏi chứ nhưng đúng mà tại hôm bữa con hỏi chị hai nói đâu không phải cha ở bên Hồ Đắc Kiện nè chị hai nói là cha bà không nhớ gì đâu bà đạp ở đây vậy là chú Kỳ nhớ hay là quá là cha ở Hồ Đắc Kiện đúng hỏi Trà Vinh không á bà con nhóc tha đó vậy là chú Kỳ nhớ rất rõ luôn mà bà già cũng nói lại mà nhớ kỹ mà nhớ đâu á bữa nay hôm nay là đi tìm cái nhà chú ca là cũng chữ dằn lắm rồi đó đúng rồi đó đâu là không không mà chú Kỳ không nhớ dai á nhớ dai á nhớ chú Kỳ là nhớ chú ca nếu bây giờ đi vô đường này nó thay đổi chút lắm rồi mấy chục năm rồi đúng như đâu có nhà đâu giờ nhóc cái tha dòm lộn xộn xuống rồi hôm nay đi vô đây là 50-50 đó mà đi Trà Vinh bà con ở đó nhiều lắm bây giờ là chú có thể cho con hỏi về ở bà con ở Trà Vinh ở khúc nào không chú tại hôm bữa chú Kỳ có kể lần không, tôi không biết giờ nó ông già nói là bà con ở Trà Vinh thì nhiều dạ. Mà ta cũng dặn mình đi chơi mà mình nó hồi đó còn lính rồi đâu có dám đi dạ. Rồi tiếp thu này rồi mình thấy khổ quá rồi không có tiền bạc đi rồi chú có biết bà con ở Trà Vinh là ở gần đâu không chú có thể cho biết rõ không chú chạm đế chạm kha đó gì nó không thông nó không miên nữa có thằng ấy nó cũng bà con mà nó biết đây cái này là cảnh xung quanh bên nhà nọ bên cha chú Kỳ nha quý vị đây
thì 9-10 tuổi gì đó chú Kỵ lại đây chăn trâu nè. Bây giờ thì hoàn cảnh nó thay đổi rất nhiều rồi quý vị. Đây à, thì chú Kỵ vẫn còn nhớ, thì hôm nay mình chú Kỵ nghe chú Kỵ nhắc hoài thì anh em mình gắng cố gắng để chở chú Kỵ lại và tìm cho đến cho biết dòng họ của chú Kỵ với ông nội nè, quê nội của chú Kỵ đó quý vị. Thì hôm nay thì anh em mình sẽ lại tới đây và cho anh em tìm hiểu thêm, nắm bắt thêm câu chuyện của chú Kỵ còn ly kỳ hấp dẫn về phía sau. Đây là toàn cảnh bên phía bên ngoài của bên nội chú Kỵ nha quý vị. Thì anh em đang phỏng vấn chú Kỵ bên trong. Hôm nay thì con chở chú Kỵ đến thăm chú, tại chú Kỵ nói là có người thân người quen ở bên Bà Rò Pên ở đây nè chú. À, Bà Rò Pên chào. Dạ, dạ cảm ơn. Ở đây chào. Ở đây ấp gì? Ấp gì? Chào. Dạ. Ấp chà ông hả chú? Nói đi. Hả? Ở đây, ở đây ấp chà ông hả chú? Rồi chùa, chùa cách đây xa không? Dạ. Đây ý cũng gắn đại nước cho mấy. Dạ, chùa Lao Dên ha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú. Dạ, bữa nay lại chú cũng đãi cho mình những ly nước rất quý giá quý vị. Dạ dạ. Chú cũng còn nhớ lại là chú có người thân nè, chú Cang đây là cũng là người bà con với chú luôn ở đây. Chắc lại nữa hôm nay chắc gặp chú Kỵ chú bất ngờ luôn ha. Vậy thì mai mốt nếu mà ở chợ Quýt tôi cũng đi mua cá nuôi hoài á. Dạ. Dạ. Nhưng mà đó là giờ chú không biết chú Kỵ còn sống đâu đúng không? Không biết. Con kể cho chú nghe nè, chú Kỵ là sống 40 năm trong cái kia là không ai biết luôn. Làm sao xác đó. Để đâu thì để. Sống trong bụi rừng á. 40 năm rồi đó. Ừ. Khai thì ra đây. Này ấy. Ở bên đó. Đừng sợ chết không ông tụng. Chứ nó còn đã lại té như không. Trong đó đâu có ai kiếm được. Bây giờ người ta mới phát hiện, người ta mới đá luôn. Khơi 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 này. Cảm ơn chú ơi. Còn gì nước chú lại đây. Chú hôm bữa tự lên tivi mỗi ngày á. Ừ. Dạ. Bây giờ chú Kỵ là nổi tiếng lắm chú. TV là lên đài nào? Lên YouTube nữa chứ. Kênh YouTube á chú. Kênh YouTube á. Đi. Chỉ là đi qua đây làm gặp nhà biết hết á. Thì xong rồi tiếp thu thì đi qua đây cũng đi nhắc luôn á. Tôi xấu, tôi xệ, tôi hỏi. Thì chú với chú Kỵ hồi đó sinh hoạt chung với nhau á. Hay là lúc mà đi giữa châu hay gì đó. Có nhớ không chú? Có nhớ không sao có thể kể cho con cháu nghe không chú? Hôm nay làm đếm nhậu. Vậy thôi, đi làm mướn rồi chiều lại nhậu. Thế là khi bây giờ chú nhớ lại những cái kỷ niệm thở thở ấu đó chú. Rồi có thể kể cho tụi con nghe. Hồi đó thì nói với hồi đó cá thì nó nhiều. Đi mình đi giác lúa, cắt lúa ở riêng. Còn nhỏ gái Úc ở nhà. Giờ nó có hai đứa con rồi, giờ nó đi làm hộ. Vì vợ nó đi đi lọc tôm. Giờ mà làm công ty hả chú? Công ty. Công ty Úc Si hay là Minh Đăng? Công ty ngoài này nè. Thôi chú Kỵ vui không? Bữa nay chú nay đi gặp người xưa. Bữa nay chú Kỵ về quen nội chú Kỵ vui không? Chú ơi, chú con hỏi chú xin hỏi là chú biết chú Kỵ biết hát không? Trời ơi, hát hay lắm á. Đúng rồi, đúng rồi. Không, hồi đó nói vậy chứ mấy người cắt bò đó. Dạ. Hát không bằng. Chí Linh không. Đúng rồi. Quá hay, quá hay. Chí Linh hay lắm. Đúng rồi, chú thích giọng ca Chí Linh rất hay. Nổi tiếng là hay nhờ giọng ca. Ủa rồi,
À, chú Cai có biết ca hát không? Không, tôi không biết rồi. Thì có hát chưa chú? Hồi đó nhỏ chưa đâu. Chưa đâu ạ? À? Chưa đâu. Thu về rồi mới hát hả? Ừ, về là Cai nghe một bài không? Tại vì không có đờn, không có không, gì. Không, chú Kỳ không cần đờn đâu, chú Kỳ hát rất cực kỳ luôn. Thế nghe quả á. Không, bây giờ chú Kỳ hát một bài cho chú Cai đi, tại vì lâu quá không có nghe chú Kỳ. Một ngày mới quen nhau, mình hẳn mơ không gian dở tình đâu. Tình còn đây mà người tình đã quên màu, để lòng không xót đau, lạnh lùng bỏ đi khóc nói đoạn đường nào. Cuộc nhau đi, người đã quên, nỗi quên biệt lưu gì. Hết hơi à. Vô nước đi. Chú kỹ đi mệt. Đi đường mệt quá, hết hơi. Cũng đi vòng vòng, cũng đi giờ chưa giờ chú. Trời ơi. Không có tiền. Đi xe đâu, đi trời ơi, từ Trà Quýt mà loại bộ tới đây coi dữ luôn á. Chú Kỳ rồi đây, mấy tiếng hồ mới tới xuống đây, ngày không? Nhiều khi đi đường đêm luôn. Sáng đi làm cho người ta, rồi tối tối về nhà, đi rồi đi đầu. 2 giờ trưa mình đó hả? Không gì không, mà chú Kỳ đi lẹ lắm chú ơi. Ờ, đi lẹ lắm. Đi theo chú Kỳ qua chạy đi, không kịp chú Kỳ đâu. Anh có của đó mỗi trời. Chú Kỳ đi lẹ lắm. Chú Kỳ đi mấy tiếng mới tới đây? Dạ, để sụp nấu tiếp ra. Hả? Mấy tiếng mới tới đây? Đó, 5 giờ đi tới đây khoảng 3 giờ tới rồi. 5 giờ chiều hả? 5 giờ chiều hả? 5 giờ sáng. 5 giờ sáng mà đi tới 3 giờ chiều tới đây hả? Ờ, ông nói đó, chỉ được chứ 5 giờ chiều lại tới đây, không lẽ 3 giờ sáng? Đi 10 tiếng. Ừ. Ủa, mình đi gì có nghỉ không chú Kỳ hay là mình đi liên tục? Cái đó còn xoay ít rồi, vậy có bình 2. Đây để ít đạp cho luôn. Ăn ít không? Thì hôm nay video mình chia sẻ bên nội chú Kỳ tới đây cũng xin tạm dừng nha quý vị. Thì chúc quý vị xem video một ngày mới tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ. Hôm nay thì video mình cũng tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn video tiếp theo của mình để tìm hiểu về nguồn gốc của bên nội chú Kỳ. Chúc cả nhà xem nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bye bye mọi người. Hẹn video tiếp theo của mình nhé.